Hello mọi người, mình là Mika đây. Hôm nay thì mình đang có mặt tại một cửa hàng Samsung ngay giữa trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên, Hà Nội để trải nghiệm các dòng sản phẩm cao cấp nhất của nhà Samsung. Ban đầu ấy là cũng không muốn đi vì xa nhà quá, nhưng mà nghe bảo đâu ấy có rất nhiều quà cộng khuyến mãi các kiểu nên cũng phải gói gắm lặn lội xa xôi đến đây để mà trải nghiệm. Sẵn quay video chia sẻ với các bạn luôn. Ở đây thì có đủ cả Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5, Galaxy Tab S9 Series và Galaxy Watch 6 Series luôn. À, trước khi bước vào trải nghiệm ấy thì các bạn phải xin cho mình đủ hai cái phiếu này nha, bao gồm là một phiếu đánh dấu trải nghiệm ở các khu vực. Chỉ cần trải nghiệm đủ 4 khu vực là được đi quay trúng thưởng rồi. Tí nữa mình sẽ bật mí món quà mà mình đã quay trúng thưởng trong ngày hôm nay. Ngoài ra thì còn có thêm một phiếu giảm giá 500k. Các bạn lưu ý là phải có đủ hai phiếu này, không là lỗ đấy. Bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn các khu vực trải nghiệm ở đây nhé. Đầu tiên là khu vực chính giữa để trải nghiệm Galaxy Z Fold 5, Galaxy Tab S9 Series cũng như là Galaxy Z Flip 5. Số lượng máy ở đây rất nhiều nên mặc dù mọi người đến trải nghiệm khá đông, nhưng các bạn cứ yên tâm là sẽ luôn có máy để mình trải nghiệm nha. Khu vực thứ hai là B Sport Studio dành để trải nghiệm Galaxy Z Flip 5 với phụ kiện ốp lưng cực kỳ hay ho. Các bạn chỉ cần gắn miếng này vào phần nửa dưới của Galaxy Z Flip 5, lập tức máy sẽ tự động nhận diện và đổi chủ đề màn hình phụ để đồng bộ với cái miếng này luôn. Khu vực thứ ba là trải nghiệm Flex Cam cùng Flex Window với màn hình phụ siêu to khổng lồ trên Galaxy Z Fold 5. Các bạn nên dùng camera sau để cho chất lượng ảnh tốt hơn nhé. Chụp xong ấy thì chúng ta có thể xem ảnh trực tiếp qua màn hình phụ này luôn, rất tiện. Khu vực thứ tư là The Unisight. Các bạn nhớ là phải sử dụng màn hình phụ và chụp bằng camera sau để cho ra ảnh đẹp nhất nhé. Lúc đó mình quên mất nên đã dùng camera selfie. Sau đó sẽ được một bạn nhân viên chuyển sang một máy in và xuất ra trực tiếp. Cái này là hoàn toàn miễn phí nên các bạn có thể rủ thêm người yêu hoặc bạn bè để chụp làm kỷ niệm nha. Chất lượng ảnh in ra thì cực đẹp và sắc nét. Khu vực thứ năm là The Fun Side. Nơi này sẽ là nơi trải nghiệm hiệu suất chơi game của Galaxy Z Fold 5 với chế độ Ray Tracing giúp cho hình ảnh chơi game chân thật hơn. Thường thì sẽ có từ 4 đến 5 bạn nhỏ tập trung ở khu vực này. Khu vực thứ sáu là The Wellness Side. Đây sẽ là nơi trải nghiệm Galaxy Watch 6 Series, bao gồm là Galaxy Watch 6 và Galaxy Watch 6 Classic. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chia sẻ những cái điểm mà mình thấy cực kỳ ăn tiền trên những dòng sản phẩm mới của Samsung. Đầu tiên là Galaxy Watch 6 Classic. Điểm ăn tiền nhất đó chính là về mặt thiết kế. Viền bezel giờ đây đã được mang trả lại, vẫn rất sướng luôn. Viền màn hình tổng thể cũng mỏng, giao diện và các animation phản hồi lại rất là mượt mà. Mức độ hoàn thiện thì cực kỳ cao cấp. Còn về điểm ăn tiền trên Galaxy Z Fold 5, đó chính là đã có thiết kế khi gặp lại không còn khe hở, tạo ra một độ dày đồng nhất từ bản lề ra viền bên ngoài. Cảm giác kích thước và trọng lượng tổng thể đã gọn hơn, nhẹ hơn. Và nếp gấp ở giữa màn hình chính bên trong cũng đã giảm đi khá nhiều do sử dụng kiểu thiết kế bản lề mới. Màn hình giờ đây cũng đã sáng hơn và hiệu năng chắc chắn là mạnh hơn. Điểm ăn tiền trên Galaxy Z Fold 5 là màn hình phụ bên ngoài. Việc màn hình phụ được mở to ra giúp nó thực dụng hơn rất nhiều. Phụ kiện đi kèm tương tác cũng rất hay, còn được hỗ trợ ứng dụng bên thứ ba nên các bạn có thể sử dụng để xem YouTube, Netflix, nhắn tin thoải mái luôn. Bản lề khi gặp lại thì cũng không còn chỗ hở, nếp gấp cũng được hạn chế đi khá nhiều. Ở đây có một chị đang dùng Galaxy Z Fold 4 và thấy em Z Fold 5 này cứ xích xoa mãi cái màn hình phụ, khen hết lời, nên bắt buộc phải chụp lại để về mà đòi anh chồng tặng cho bằng được. Galaxy Tab S9 Series có một cái màn hình rất to, chất lượng tấm nền giờ đây cũng đã chuẩn flagship như các dòng điện thoại Samsung luôn. Viền thì rất mỏng, vuốt chạm mượt mà, có chuẩn kháng nước là IP68. Phụ kiện đi kèm như bàn phím và bút S Pen cũng rất là xịn sò, độ trễ gần như bằng không. Nói chung ấy là sử dụng em này để làm sáng tạo ấy, là hết nước chấm. Và sau khi đã trải nghiệm xong ấy thì bây giờ mình sẽ bật mí cho các bạn phần quà mình đã nhận được trong ngày hôm nay. Đó chính là 3 miếng sticker cực kỳ cute như thế này. Đến đây thì mình cũng xin tạm dừng video để các bạn có thể đến ngay trực tiếp tại trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên để mà trải nghiệm nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.